Thanh niên này đang là sinh viên năm cuối một trường cao đẳng, chơi game 8 đến 10 tiếng mỗi ngày. Em buộc phải nghỉ học giữa chừng vì sức khỏe không đảm bảo. Không có trung tâm cai nghiện game cho người trưởng thành, em được gia đình đưa vào khoa tâm thần bệnh viện 175 để điều trị. Bữa nào mà chơi ngủ tới 11 giờ đến có khi là 10 giờ dậy. Nhưng mà lúc mà muốn dừng lại có được không? Không chơi nữa có được không? Chơi mà dừng thì nhiều khi mình cảm thấy nó ức chế. Bác sĩ Nguyễn Văn Ca, trưởng khoa tâm thần bệnh viện 175 cho biết, hiện nay rất nhiều thanh thiếu niên được gia đình, nhà trường đưa đến tham vấn tâm lý và đề nghị hỗ trợ điều trị. Tuy nhiên, những thanh niên đã trưởng thành thường là tình trạng bệnh rất nặng, phải đưa đến điều trị nội trú tại bệnh viện. Cái điều trị cho cái người trưởng thành thì hiện nay thì chúng ta chưa có những cái mô hình nào, đặc biệt là cái sự gắn kết các cái cơ sở điều trị với nhau. Tuy nhiên theo tôi thì khi mà đã có những các cái hướng dẫn chẩn đoán sau này thì nó sẽ tiện cho cái việc đó. Còn gia đình này, con đang học năm cuối đại học thì nghỉ học ở nhà chơi game. Sau thời gian dài, phải đưa đến bệnh viện tâm thần điều trị uống thuốc dài hạn nhưng kết quả vẫn không cải thiện đáng kể. Gia đình phải tiếp tục tìm đến các bác sĩ chuyên khoa tư vấn. Bây giờ thì bệnh viện nào cũng có khoa thần kinh này, có tâm thần này. Thế nhưng mà những cái chỗ mà chuyên để mà làm người ta thay đổi thể chất là nó hơi ít, nó không có. Các cái trung tâm ý thì bây giờ ấy là nó phải là mở rộng, tức là nó phải mở rộng thêm một số các cái hoạt động về thể chất. Thạc sĩ Huỳnh An, chuyên gia tư vấn tâm lý cho nhiều thanh thiếu niên từng nghiện game, cho rằng tình trạng thiếu trung tâm điều trị hỗ trợ chuyên biệt sẽ gây không ít khó khăn vì việc điều trị duy nhất bằng một liệu pháp từ bệnh viện sẽ không mang lại kết quả tốt nhất. Một cái mô hình, một cái trung tâm mà có thể là chữa trị cho cả những cái người lớn thì là quá tốt. Bác sĩ chuyên khoa về tâm thần, về thần kinh và cả những cái người hỗ trợ tham vấn tâm lý sẽ cùng ngồi lại và cùng giúp đỡ cái người nghiện game. Theo các chuyên gia, giải pháp tốt nhất vẫn là phòng ngừa, bởi khi để nghiện game nặng thì sẽ rất khó cai. Khi đã trở thành thói quen, hình thành trong não bộ sẽ ảnh hưởng đến nhận thức, làm lệch lạc nhân cách.